Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã có thêm 9 ca mắc COVID-19 từ 77 đến 85. Ngày 19 tháng 3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tình trạng sức khỏe ổn định. Bộ Y tế cũng vừa ban hành sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế tại vùng có dịch COVID-19. Trong đó, quy định bắt buộc cách ly tại từng khu vực là 28 ngày thay vì 14 ngày như trước.